Cuốn 49 Giải thích phẩm phát thú thứ 20 Kinh Đại Bát Nhã ghi Phần 2 Phẩm tu trì địa thứ 18 Kinh Phật bảo Túc Bồ Đề Ông hỏi thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát thú hướng Đại Thừa ư? Túc Bồ Đề Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành 6 Ba La Mật từ một địa vị đến một địa vị ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thú hướng Đại Thừa Túc Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát từ một địa vị đến một địa vị? Phật bảo, Bồ Tát Ma Ha Tát biết hết thảy pháp không có tướng đến đi, cũng không có pháp hoặc đến hoặc đi, hoặc đến hoặc không đến, vì tướng các pháp chẳng diệt. Bồ Tát Ma Ha Tát ở các địa vị không niệm không suy nghĩ mà tu trị địa nghiệp cũng không thấy địa. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trị địa nghiệp? Bồ Tát Ma Ha Tát lúc trú ở sơ địa tu 10 việc. 1. Thâm tâm kiên cố vì là không thể có được. 2. Tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh vì tướng chúng sinh không thể có được. 3. Tâm xả vì người cho, người nhận không thể có được. 4. Thân cận thiện tri thức cũng chẳng tự cao. 5. Cầu pháp vì hết thảy pháp không thể có được. 6. Thường xuất gia vì nhà không thể có được. 7. Thọ vui thân Phật vì tướng hảo không thể có được. 8. Diễn xuất pháp giáo vì các pháp phân biệt không thể có được. 9. Phá kiêu mạn vì sinh tuệ không thể có được. 10. Thật ngữ vì các ngôn ngữ không thể có được. Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở trong sơ địa như vậy, tu sửa 10 việc trị địa nghiệp. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở trong địa thứ 2, thường niệm 8 pháp. 1. Giới thanh tịnh. 2. Biết ân báo ân. 3. Chú lực nhẫn nhục. 4. Thọ hoan hỷ. 5. Không bỏ hết thảy chúng sinh. 6. Vào tâm đại bi. 7. Tin thầy, cung kính, hỏi han, lãnh thọ. 8. Siêu cầu các ba la mật. Tu Bồ Đề, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ 2, phải đầy đủ 8 pháp. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ 3 tu 5 pháp. 1. Học hỏi nhiều không chán đủ. 2. Thí pháp thanh tịnh cũng không tự cao. 3. Trang nghiêm Phật quốc độ cũng không tự cao. 4. Chịu vô lượng cần khổ ở thế gian không lấy làm chán. 5. Ở chỗ tàm quý tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 3 phải đầy đủ 5 pháp. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 4 phải thọ hành không bỏ 10 pháp. 1. Không bỏ trú xứ A Lạp Nhã chỗ tịch tịnh. 2. Ít muốn. 3. Biết đủ. 4. Không bỏ công đức tu hạnh đầu đà. 5. Không bỏ giới. 6. Gớm ghét các dục. 7. Nhàm chán tâm thế gian. 8. Bỏ tất cả sở hữu. 9. Tâm không hư mất. 10. Không tiếc hết thảy tài vật. Từ Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ 4, không bỏ 10 pháp. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ 5, xa lìa 12 pháp. 1. Xa lìa kẻ bạch y thân thuộc. 2. Xa lìa tỳ kheo ni. 3. Xa lìa sự san tiếp nhà người khác. 4. Xa lìa đàm thuyết vô ích. 5. Xa lìa giận hờn. 6. Xa lìa tự đại. 7. Xa lìa miệt thị người. 8. Xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện. 9. Xa lìa đại kiêu mạn. 10. Xa lìa tự ý thọ dụng. 11. Xa lìa điên đảo. 12. Xa lìa dâm nộ si. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 5, xa lìa 12 việc. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 6, nên đầy đủ 6 pháp ba la mật. Lại có 6 pháp không nên làm. 1. Không khởi ý làm thanh văn bích trí Phật. 2. Bố thí không nên sinh tâm ưu lo. 3. Thấy có người đến xin tâm không thối mất. 4. Vật sở hữu đem bố thí. 5. Sau khi bố thí tâm không ăn năn. 6. Không nghĩ pháp thâm sâu. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 6 nên đầy đủ 6 pháp, xa lìa 6 pháp. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 7 không chấp trước 20 pháp. 1. Không chấp trước ngã. 2. Không chấp trước chúng sinh. 3. Không chấp trước mạng sống. 4. Không chấp trước chúng số, cho đến không chấp trước kẻ biết kẻ thấy. 5. Không chấp trước đoạn kiến. 6. Không chấp trước thường kiến. 7. Không nên làm tướng vẽ. 8. Không nên chấp tác nhân. 9. Không chấp trước danh sắc. 10. Không chấp trước năm uẩn.
11 không chấp trước 18 giới, 12 không chấp trước 12 nhập, 13 không chấp trước 3 cõi, 14 không làm chỗ chấp trước, 15 không làm chỗ kỳ hạn, 16 không làm chỗ dựa nương, 17 không chấp trước ý kiến đường Phật, 18 không chấp trước ý kiến đường Pháp, 19 không chấp trước ý kiến đường Tăng, 20 không chấp trước ý kiến đường giới. Ấy là 20 pháp không nên chấp trước, 20 thứ không chấp trước này. Ở Kinh Đại Bát Nhã ghi: 1. Xa lìa chấp ngã cho đến chấp kẻ thấy. 2. Xa lìa chấp đoạn. 3. Xa lìa chấp thường. 4. Xa lìa chấp tướng. 5. Xa lìa chấp kiến. 6. Xa lìa chấp danh sắc. 7. Xa lìa chấp uẩn. 8. Xa lìa chấp xứ. 9. Xa lìa chấp giới. 10. Xa lìa chấp bốn đế. 11. Xa lìa chấp duyên khởi. 12. Xa lìa chấp trú trước ba cõi. 13. Xa lìa chấp hết thảy pháp. 14. Xa lìa chấp tất cả pháp như lý không như lý. 15. Xa lìa chấp nương Phật kiến. 16. Xa lìa chấp nương pháp kiến. 17. Xa lìa chấp nương tăng kiến. 18. Xa lìa chấp nương giới kiến. 19. Xa lìa chấp nương không kiến. 20. Xa lìa chấp sự chán sợ không tánh. Lại có 20 pháp nền đầy đủ. 1. Đầy đủ không. 2. Chứng vô tướng. 3. Biết vô tác. 4. Ba phần thanh tịnh. 5. Đầy đủ trí từ bi đối với hết thảy chúng sinh. 6. Không niệm hết thảy chúng sinh. 7. Bình đẳng quán hết thảy pháp cũng không đắm trong nó. 8. Biết thật tướng các pháp, việc ấy cũng không nghĩ. 9. Pháp vô sinh nhẫn. 10. Trí vô sinh. 11. Nói các pháp một tướng. 12. Phá tướng phân biệt. 13. Chuyển ức tưởng. 14. Chuyển kiến. 15. Chuyển phiền não. 16. Địa bình đẳng định tuệ. 17. Điều ý. 18. Tâm tịch diệt. 19. Trí thông suốt. 20. Không nhiễm ái. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, trú trong địa thứ 7 nên đầy đủ 20 pháp. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 8 nên đầy đủ 5 pháp, là thuận nhập vào tâm chúng sinh, dạo trời các thần thông, xem các nước Phật. Như nước Phật được trông thấy mà tự trang nghiêm nước mình, như thật quán Phật thần mà tự trang nghiêm Phật thân, ấy gọi là đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 8 còn phải đầy đủ 5 pháp, là biết các căn cao thấp, làm thanh tịnh nước Phật, vào tam muội như huyễn, thường vào tam muội theo thiện căn ứng hợp của chúng sinh mà thọ thân. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 8 đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 9 nên đầy đủ 12 pháp, là lãnh thọ phần hóa độ trong vô biên thế giới. Bồ Tát có được nguyện như vậy, thời biết tiếng nói của trời rồng dạ xoa cả tháp bà, mà vì họ thuyết pháp, ở trong thai thành tựu, sinh thành tựu, nhà thành tựu, họ thành tựu, quyến thuộc thành tựu, xuất sinh thành tựu, xuất gia thành tựu, trang nghiêm cây Phật, cây giác ngộ thành tựu, hết thảy các công đức lành đầy đủ thành tựu. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 9 nên đầy đủ 12 pháp. Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong địa thứ 10 nên biết giống như Phật. Bây giờ tuệ mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tâm sâu xa tu trì địa nghiệp? Phật dạy: Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với nhất thiết chủng trí, nhóm các căn lành, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tâm sâu xa tu trì địa nghiệp. Thế nào là Bồ Tát có tâm bình đẳng đối với chúng sinh? Phật dạy: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, phát sinh bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ xả, ấy gọi là Bồ Tát tâm bình đẳng đối với chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát tu bố thí? Phật dạy: Bồ Tát thí cho hết thảy chúng sinh không phân biệt, ấy gọi là tu bố thí. Thế nào là Bồ Tát thân cận thiện tri thức? Phật dạy: Thường dạy chúng vào trong nhất thiết chủng trí thiện tri thức như vậy, nên thân cận hỏi han lãnh thọ, cung kính cúng dường, ấy gọi là thân cận thiện tri thức. Thế nào là Bồ Tát cầu pháp? Phật dạy: Nếu Bồ Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng mà cầu pháp, không rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật, ấy gọi là cầu pháp. Thế nào là Bồ Tát thường xuất gia trị địa nghiệp? Phật dạy: Bồ Tát đời đời không có tâm hỗn tạp xuất gia trong Phật pháp, không ai làm chướng ngại được, ấy gọi là thường xuất gia trị địa nghiệp. Thế nào là Bồ Tát ưa vui thân Phật trị địa nghiệp? Phật dạy:
Nếu Bồ Tát thấy thân tướng của Phật, cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa niệm Phật, ấy gọi là Bồ Tát ưa vui thân Phật trị địa nghiệp. Thế nào là Bồ Tát diễn xuất giáo pháp trị địa nghiệp? Phật dạy, Bồ Tát hoặc lúc Phật còn tại thế hoặc sau khi diệt độ, vì chúng sinh thuyết pháp đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều lành, diệu nghĩa khéo nói, thanh tịnh thuần nhất, đầy đủ, đó là khế kinh cho đến luận nghị, ấy gọi là diễn xuất giáo pháp trị địa nghiệp. Thế nào là Bồ Tát phá kiêu mạn trị địa nghiệp? Phật dạy, Bồ Tát do phá kiêu mạn nên không sinh vào nhà hạ tiện, ấy gọi là Bồ Tát phá kiêu mạn trị địa nghiệp. Thế nào là Bồ Tát thật ngữ trị địa nghiệp? Phật dạy, Bồ Tát làm đúng như nói, ấy gọi là Bồ Tát thật ngữ trị địa nghiệp. Ấy là Bồ Tát Mahātát, chú trong sơ địa, tu hành 10 việc trị địa nghiệp. Luận, luận giả nói, tu Bồ Đề trên kia hỏi Đại Thừa, Phật mỗi mỗi đáp rõ tướng Đại Thừa, trên lại hỏi Phát Thú Đại Thừa, này đây đáp tướng Phát Thú Đại Thừa. Bồ Tát Mahātát nương Đại Thừa ấy, biết hết thầy Pháp từ xưa lại đây, chẳng đến chẳng đi, không động không phát, vì pháp tánh thường trú, lại vì tâm đại bi, vì tinh tấn ba la mật, vì lực phương tiện nên lại tu các pháp lành, lại cầu chỗ cao thắng mà không chấp thủ tướng địa vị, cũng không thấy địa vị ấy. Hỏi, để đáp về Phát Thú Đại Thừa, cớ sao nói Phát Thú Địa? Đáp, Đại Thừa tức là địa, địa có 10 phần, từ sơ địa đến nhị địa gọi là Phát Thú, ví như cưỡi ngựa đi đến voi, bò ngựa cưỡi voi đi đến rồng, bò voi cưỡi rồng, phát thú nghĩa là phát xuất và đi đến. Hỏi, trong đây là 10 địa nào? Đáp, địa có hai thứ, một chỉ địa vị Bồ Tát, hai địa vị chung. Địa vị chung là từ càn tuệ địa cho đến Phật địa. Chỉ riêng địa vị Bồ Tát là hoan hỷ địa, ly cấu địa, hữu quan địa, tăng diệu địa, năng thắng địa, hiện tại địa, thâm nhập địa, bất động địa, thiện tướng địa, pháp vân địa, có chỗ ghi hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn ly địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Tướng 10 địa này như trong kinh thập địa nói rộng, Bồ Tát vào sơ địa làm nên làm 10 pháp, từ thâm tâm cho đến thật ngữ, tu Bồ Đề tùy biết mà vì dứt cái nghi của chúng sinh nên hỏi Thế Tôn, thế nào là thâm tâm? Phật đáp, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, nhóm các căn lành. Tâm trí nhất thiết chủng là Bồ Tát Mahātát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện ta trong đời vị lai sẽ làm Phật. Tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy tức là tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, tương ứng là buộc tâm nguyện ta sẽ làm Phật. Nếu Bồ Tát lợi căn nhóm nhiều phước đức, các phiền não mỏng, tội nghiệp quá khứ ít, phát tâm tức thâm tâm vui sâu Phật đạo, đời đời tâm thế gian mỏng, ấy gọi là tâm tương ưng trí nhất thiết chủng, làm hết thảy công đức, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc tu định, vân vân, không cầu phước lạc đời này đời sau, sống lâu an ổn, chỉ vì trí nhất thiết chủng, ví như người san tham, không có nhân duyên cho đến một tiền cũng không thí, tham tiếp tích tụ, chỉ mong tăng trưởng. Bồ Tát cũng như vậy, phước đức hoặc nhiều hoặc ít, không hướng đến việc khác, chỉ tham tiếp tích tụ, hướng đến trí nhất thiết chủng. Hỏi, Bồ Tát ấy chưa biết trí nhất thiết chủng, không được mùi vị của nó, làm sao có thể có được thâm tâm cầu trí nhất thiết chủng? Đáp, tôi trước đã nói, người ấy nếu lợi căn các phiền não mỏng, phước đức thuần hậu, không ưa vui vẻ thế gian, tuy chưa nghe tán thán Đại Thừa, còn không ưa vui thế gian, huống gì đã nghe. Như Maha Ca Diếp cưới gái kim sắc làm vợ, tâm chẳng ưa vui, xả bỏ xuất gia, lại như con trường giả ra xá, nửa đêm trông thấy bọn thẻ nữ đều giống như chết, liền bỏ của báu trị giá 10 vạn lượng vàng, đi chân đến bên bờ sông, vượt qua thẳng đến chỗ Phật. Các quốc vương quý nhân như vậy, người chán bỏ ngũ dục vô số, huống gì Bồ Tát nghe nói mỗi mỗi nhân duyên công đức Phật đạo, mà không tức thời phát tâm thâm nhập. Như trong phẩm Tát Đà Ba Luân và sau, con gái trường giả nghe tán thán công đức Phật liền bỏ nhà đi đến chỗ Đàm Phu Kiệt. Lại nữa, năm căn tín tấn vân vân thành tựu thuần thục nên có thể được thâm tâm ấy, ví như tiểu nhi năm thức nhãn nhĩ vân vân, vì căn chưa thành tựu nên không phân biệt được năm trần, không biết tốt xấu.
năm căn tín tấn vân vân chưa thành tựu cũng như vậy, không rõ thiện ác, không biết trói mở, ưa vui năm dục, chìm trong tà kiến, năm căn tín tấn vân vân thành thục thời có thể phân biệt thiện ác, còn ưa vui mười thiện đạo pháp thanh văn, huống gì đạo vô thượng mà không tưởng niệm sâu xa, bắt đầu phát tâm vô thượng đạo đã tối thượng ở trong thế gian, huống gì khi đã thành tựu. Lại nữa, Bồ Tát bắt đầu được mùi vị bát nhã ba la mật nên có thể phát sinh thâm tâm, nhưng người bị nhốt ở chỗ tối qua khe nhỏ thấy ánh sáng, thời tấp sung sướng nhảy nhót, nghĩ rằng tất cả mọi người đều chỉ cần thấy được ánh sáng, như vậy hân hoan ưa vui, để sinh thâm tâm nhớ tới ánh sáng ấy, tìm cách thoát ra, Bồ Tát cũng như vậy. Vì nhân duyên nghiệp trước mà bị nhốt trong ngục, 12 nhập vô minh tối tăm, có thấy biết gì đều là hư vọng. Khi nghe bát nhã ba la mật, được chút mùi vị nhớ sâu trí nhất thiết trùng, rằng ta sẽ làm sao ra khỏi cái ngục sáu thức này, được giống như Phật, Thánh Nhân. Lại nữa, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu hành theo nguyện, vì vậy nên sinh thâm tâm. Thâm tâm là ưa các pháp không bằng, ưa trí nhất thiết trùng, yêu hết thảy chúng sinh không bằng yêu Phật, lại sâu vào tâm bi, lợi ích chúng sinh, như vậy gọi là tướng thâm tâm. Sơ địa ở Bồ Tát nên thường tu hành tâm ấy, tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh là Bồ Tát được thâm tâm ấy rồi. Tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh thường tình, ưa cái mình thân, ghét cái mình ghét. Bồ Tát được thâm tâm nên người oán kẻ thân bình đẳng, xem đó không hai. Trong đây Phật tự nói, đẳng tâm là bốn tâm vô lượng. Bồ Tát thấy chúng sinh thọ vui, thời sinh tâm từ, tâm hỷ, nguyện rằng ta sẽ làm cho hết thảy chúng sinh đều được cái vui của Phật. Nếu thấy chúng sinh thọ khổ, thời sinh tâm bi thương xót, nguyện rằng ta sẽ cứu chúng sinh ra khỏi khổ. Nếu thấy chúng sinh thọ không khổ không vui, thời sinh tâm xả, nguyện rằng ta sẽ làm cho chúng sinh bỏ tâm thương ghét. Các nghĩa khác về bốn tâm vô lượng như trước nói. Tâm xả là xả có hai thứ, một xả của tu bổ thí, hai xả kiết sử đắc đạo, để lấy việc trừ sàn lẫn làm xả, làm nhân duyên cho xả kiết sử, đến địa thứ bảy mới có thể xả kiết sử. Hỏi: tướng xả có các thứ trong ngoài, nhẹ nặng, tài thí, pháp thí, thế gian, xuất thế gian, vân vân, cớ sao Phật chỉ nói bố thí, xuất thế gian không có phân biệt ước tưởng? Đáp: bố thí tuy có các tướng, nhưng đây chỉ nói đại bố thí, không chấp thủ tướng. Lại nữa, Phật không đắm trước hết thảy pháp, cũng lấy đó dạy Bồ Tát bố thí, khiến nhiều Phật pháp không đắm trước. Trong đây nên nói rộng bố thí không phân biệt, các tướng bố thí khác đã phân biệt nói ở nhiều nơi. Nghĩa thần cận thiện tri thức như trước đã nói, cầu pháp là pháp có ba: một, pháp vô thượng trong các pháp đó là niết bàn; hai, pháp phương tiện được niết bàn đó là tám thánh đạo; ba, tất cả lời nói lành, lời nói chân thật giúp tám thánh đạo là 84.000 pháp tụ, 12 bộ kinh, bổ tạng là A Hàm, A Tỳ Đàm, Tỳ Ni, Tạp Tạng, các kinh đại thừa như Đại Bát Nhã, Ba La Mật, vân vân đều gọi là pháp. Trong đề cầu pháp là viết chép, đọc tụng, ước niệm đúng đắn, như vậy vì trị bệnh chúng sinh nhóm các pháp được, không tiếc thân mạng. Như Đức Phật Thích Ca Văn, lúc xưa là Bồ Tát tên là Lạc Pháp, đời ấy không có Phật, không được nghe lời nói lành, đi bốn phương cầu pháp, siêng năng không biếng nhác, chọn không chứng được. Khi ấy ma biến làm người Bà La Môn nói với Bồ Tát rằng, ta có bài kệ của Phật, ông có thể lấy da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực, ghi chép kệ ấy, ta sẽ nói cho ông. Bồ Tát liền tự nghĩ, ta đời đời nát thân vô số mà không được lợi này, liền tự lột da phơi khô để chép kệ ấy, mà liền biến mất. Khi ấy Phật biết tâm trí thành của Bồ Tát, liền từ phương dưới vọt lên thuyết cho pháp thâm sâu, Bồ Tát liền được vô sinh pháp nhẫn. Lại như Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, Thượng Đà Bồ Tát, khổ hạnh cầu pháp, như Bồ Tát Thích Ca Văn, trăm cái đinh đóng vào thân vì tâm cầu pháp. Lại như vua Kim Kiên, khoét thân 500 chỗ làm tim đèn, gieo từ núi cao vào lửa. Như vậy các cách khổ hạnh khó làm vì chúng sinh mà cầu pháp. Lại nữa, Phật tự nói tướng cầu pháp vì trí nhất thiết chủng, chứ không vì địa vị thanh văn bích chi Phật.
Thường xuất gia là Bồ Tát tại gia có các nhân duyên gây tội. Nếu ta ở nhà thì tự mình không thể tu hạnh thanh tịnh, làm sao khiến người khác được hạnh thanh tịnh. Nếu theo pháp tại gia, thầy có những roi gậy làm khổ não chúng sinh. Nếu làm theo pháp lành, thầy phá phép tại gia. Chủ lượng hai việc, ta nay không xuất gia thì khi chết cũng phải bỏ hết. Xa lìa bây giờ, phước đức rất lớn. Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng hết thảy quốc vương, quý nhân thế lực như trời, cầu vui chưa thôi thì cái chết đến cướp ngang. Ta nay vì chúng sinh nên bỏ nhà, giữ giới thanh tịnh, cầu Phật đạo, đầy đủ nhân duyên giới ba la mật. Trong đây Phật tự nói, Bồ Tát đời đời không tạp tâm xuất gia. Không tạp tâm là không xuất gia trong 96 phái ngoại đạo, chỉ xuất gia trong Phật đạo. Vì sao? Vì trong Phật đạo có hai thứ chánh kiến là thế gian chánh kiến và xuất thế gian chánh kiến. Ưa vui thân Phật là nghe lời tán thán Phật có các công đức mười lực, bốn điều không sợ, đại từ đại bi, hết thảy trí tuệ. Lại thấy thân Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, phóng hào quang lớn. Trời người cúng dường không biết chán đủ, tự biết ta trong đời sau cũng sẽ được như vậy. Giả sử không có được nhân duyên làm Phật mà còn ưa vui, huống sẽ được mà không ưa vui. Có được thâm tâm ưa vui Phật ấy nên đời đời thường được gặp Phật. Diễn xuất giáo Pháp là Bồ Tát cầu Pháp như trên rồi vì chúng sinh mà diễn nói. Bồ Tát tại gia là phần nhiều đem của bố thí, còn xuất gia thời tâm ưa Phật nặng nên thường lấy Pháp bố thí. Hoặc Phật ở đời, hoặc không ở đời, khéo tu trì giới, không cầu danh lợi, tâm bình đẳng vì hết thảy chúng sinh mà thuyết pháp. Tán thán nghĩa bố thí gọi là sơ thiện phân biệt, tán thán trì giới gọi là trung thiện. Quả báo của hai việc này là hoặc được sinh vào nơi chư Phật, hoặc làm trời lớn gọi là hậu thiện. Lại nữa, thấy chịu thân năm thọ quần ở trong ba cõi nhiều khổ não, thời sinh tâm nhàm chán gọi là sơ thiện, bỏ nhà xuất gia. Vì thân xa lìa nên gọi là trung thiện, vì tâm xa lìa phiền não nên gọi là hậu thiện. Giải nói thanh văn thừa gọi là sơ thiện, giải thuyết bích chi Phật thừa gọi là trung thiện, tuyên dương đại thừa gọi là hậu thiện. Diệu ngữ là ba loại ngôn ngữ, tùy lời diệu mà nghĩa cạn cợt, hoặc tùy lý thông diệu mà lời không đầy đủ. Vì vậy nên nói diệu nghĩa, diệu ngữ, lìa ba độc, cầu chỉ nói chánh pháp, không tạp phi pháp, ấy gọi là thành tịnh. Đầy đủ tám thánh đạo, sáu ba la mật nên gọi là đầy đủ. Tu Đà là 12 bộ kinh như trước đã nói, phá kiêu mạn là Bồ Tát ấy xuất gia giữ giới, thuyết pháp dứt nghi cho chúng, và có khi tự thị mà sinh kiêu mạn. Lúc ấy nên nghĩ rằng ta cạo tóc mặc ca sa, bưng bát khất thực, ấy là phương pháp phá kiêu mạn. Tại sao ở đây ta sinh kiêu mạn? Lại, kiều mạn ấy ở trong tâm người, thời che mất công đức, người ta không ưa, tiếng xấu lan truyền. Thân sau thường sinh vào trong loài súc sinh tệ ác, hoặc sinh trong loài người quê mùa hà tiện. Biết kiều mạn có vô lượng tội lỗi như vậy, phá kiều mạn ấy bị cầu vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nhưng người cầu tài vật còn phải khiêm tốn hạ mình, huống gì cầu đạo vô thượng. Do phá kiều mạn mà thường sinh chỗ tôn quý, chọn không sinh vào nhà hà tiện. Thật ngữ là gốc của các điều lành, là nhân duyên được sinh cõi trời, được người tín thọ. Người tu hành thật ngữ không cần bố thí trì giới học vấn, chỉ tu thật ngữ được phước vô lượng. Thật ngữ là làm đúng như nói. Hỏi, khẩu nghiệp có bốn thứ, có sao chỉ nói thật ngữ? Đáp, trong Phật Pháp quý sự thật, nên nói thật là thu nhiếp các điều khác, bốn đế thật nên được niết bàn. Lại nữa, Bồ Tát với chúng sinh cộng sự, nói giữ, nói theo dạng, nói hai lưỡi, hoặc có khi có thể có, còn vọng ngữ tội nặng, nên ở sơ địa phải bỏ. Bồ Tát ấy tu hành sơ địa, chưa thể đầy đủ tu cả bốn nghiệp miệng, nên chỉ nói thật ngữ, trong địa thứ hai, thời có thể đầy đủ. Hỏi, trong sơ địa cớ sao chỉ nói mười việc? Đáp, phải là vô pháp tự tại giữa các pháp, biết mười pháp ấy thành được sơ địa. Ví như lương y biết rõ dược thảo số lượng hoặc năm hoặc mười, đủ để trừ bệnh. Trong đây không nên nạn hỏi nhiều ít. Kinh, thế nào là Bồ Tát giới thanh tịnh? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không có tâm niệm đến thanh văn bích chi Phật và các sự phá giới chướng Phật đạo Pháp, gọi là giới thanh tịnh.
Thế nào là Bồ Tát biết ơn báo ân? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát hành đạo Bồ Tát cho đến ân nhỏ còn không quên, uống gì ân nhiều, ấy gọi là Bồ Tát biết ân báo ân. Thế nào là Bồ Tát trụ ở được nhẫn nhục? Nếu Bồ Tát không sân không não đối với hết thảy chúng sinh, ấy gọi là trú ở được nhẫn nhục. Thế nào là Bồ Tát thọ hoan hỷ, thành tựu cho chúng sinh, ấy đó là mừng, ấy gọi là thọ hoan hỷ. Thế nào là Bồ Tát không bỏ hết thảy chúng sinh? Nếu Bồ Tát có tâm niệm muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, ấy gọi là không bỏ hết thảy chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát vào tâm đại bi? Nếu Bồ Tát nghĩ như vậy, ta vì mỗi mỗi chúng sinh chịu cần khổ trong địa ngục, trải qua nhiều kiếp như các sông Hằng, cho đến mỗi chúng sinh ấy được Phật đạo và Niết bàn. Như vậy gọi là vì mười phương hết thảy chúng sinh nhẫn nhục, thống nhẫn chịu thống khổ, ấy gọi là vào tâm đại bi. Bồ Tát tin thầy cung kính hỏi han lãnh thọ thế nào? Nếu Bồ Tát đối với các thầy tưởng như là thế tôn, ấy gọi là tin thầy cung kính hỏi han lãnh thọ. Thế nào là Bồ Tát siêu cầu các ba la mật? Nếu Bồ Tát nhất tâm cầu các ba la mật, không cầu việc khác, ấy gọi là siêu cầu các ba la mật. Ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ hai đầy đủ tám pháp. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát học vấn nhiều không nhằm đủ pháp của chư Phật nói, hoặc nói ở trong thế giới này, hoặc chư Phật trong mười phương thế giới nói, đều muốn nghe và thọ trì, ấy gọi là học vấn nhiều không nhằm đủ. Thế nào là Bồ Tát Pháp Thí Thanh Tịnh, có bố thí pháp cho đến không cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống gì cầu việc khác, ấy gọi là thí pháp không cầu danh lợi. Thế nào là Bồ Tát tịnh thế giới Phật, đem các căn lành hồi hướng tịnh thế giới Phật, ấy gọi là tịnh thế giới Phật. Thế nào là Bồ Tát chịu vô lượng cần khổ của thế gian, không lấy làm chán, nhờ đầy đủ các căn lành nên có thể thành tựu chúng sinh cũng trang nghiêm Phật độ, cho đến khi đầy đủ trí nhất thiết chủng chọn không mệt chán, ấy gọi là chịu vô lượng cần khổ, không lấy làm chán. Thế nào là Bồ Tát trú ở chỗ tám quý, hổ thẹn ý nghĩ thanh văn bích chi Phật, ấy gọi là trú ở chỗ tám quý, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở trong địa thứ ba đầy đủ năm pháp. Thế nào là Bồ Tát không bỏ trú xứ A Lan Nhã hay vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật, ấy gọi là không bỏ trú xứ A Lan Nhã. Thế nào là Bồ Tát ít muốn? Bồ Tát ít muốn là cho đến đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác còn không muốn, huống gì thứ khác, ấy gọi là ít muốn. Thế nào là Bồ Tát biết đủ được trí nhất thiết chủng, ấy gọi là biết đủ. Thế nào là Bồ Tát không bỏ công đức đầu đà, quán các pháp nhẫn thâm sâu, ấy gọi là không bỏ công đức đầu đà. Thế nào là Bồ Tát không bỏ giới, không chấp thủ giới tướng, ấy gọi là không bỏ giới. Thế nào là Bồ Tát gớm ghét các dục, tâm dục không sinh, ấy gọi là gớm ghét các dục. Thế nào là Bồ Tát tâm chán thế gian, biết hết thảy pháp chẳng tạo tác, ấy gọi là chán thế gian. Thế nào là Bồ Tát bỏ tất cả sở hữu, không tiếc các pháp trong ngoài, ấy gọi là bỏ tất cả sở hữu. Thế nào gọi là Bồ Tát tâm không ẩn mất, hai thứ thức xứ tâm không sinh, ấy gọi là tâm không ẩn mất. Thế nào là Bồ Tát không tiếc hết thảy vật, đối với hết thảy vật không đắm không nhớ, ấy gọi là không tiếc hết thảy vật. Ấy là Bồ Tát ở trong địa thứ tư không bỏ mười pháp. Vì sao Bồ Tát xa lìa hàng bạch y thân thích? Vì Bồ Tát tùy chỗ sinh ra đều muốn xuất gia, từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường xuất gia cạo tóc mặc pháp y, ấy gọi là xa lìa hàng bạch y thân thích. Vì sao Bồ Tát xa lìa Tỳ kheo ni, không ở chung với Tỳ kheo ni, dù cho trong khoảnh khắc cũng không sinh niệm, ấy gọi là xa lìa Tỳ kheo ni. Vì sao Bồ Tát xa lìa lẫn tiếp nhà người khác? Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta nên làm an lạc chúng sinh, này kia giúp ta an lạc, cớ sao ta sinh lẫn tiếp, ấy gọi là xa lìa lẫn tiếp nhà người khác. Vì sao Bồ Tát xa lìa đàm thuyết vô ích? Vì nếu có đàm thuyết thì hoặc sinh tâm thành văn bích chi Phật, ta nên xa lìa, ấy gọi là đàm thuyết vô ích. Vì sao Bồ Tát xa lìa sát hận? Vì không để cho tâm sân, tâm não hại, tâm đấu tranh xen vào, ấy gọi là xa lìa sát hận. Vì sao Bồ Tát xa lìa tự đại? Đại Ban Nhã Nghi khen mình chê người, vì không thấy pháp trong, ấy gọi là xa lìa tự đại.
Vì sao Bồ Tát xa lìa miệt thị người? Vì không thấy pháp ngoài, ấy gọi là xa lìa miệt thị người. Vì sao Bồ Tát xa lìa 10 bất thiện đạo? Vì 10 bất thiện đạo ấy hay chướng ngại 8 thánh đạo. Huống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là xa lìa 10 bất thiện đạo. Vì sao Bồ Tát xa lìa đại nạn? Vì Bồ Tát không thấy pháp có thể khởi lên đại nạn, tăng thượng mạng, ấy gọi là xa lìa đại nạn. Vì sao Bồ Tát xa lìa tự dụng? Vì Bồ Tát không thấy pháp có thể khởi lên tự dụng, ấy gọi là xa lìa tự dụng. Đại Bát Nhã ghi do dự. Vì sao Bồ Tát xa lìa điên đảo? Vì chỗ điên đảo không thể có được, ấy gọi là xa lìa điên đảo. Vì sao Bồ Tát xa lìa dâm độ si? Vì chỗ dâm độ si không thể thấy được, ấy gọi là xa lìa dâm độ si. Ấy là chú địa thứ 5, xa lìa 12 pháp. Bồ Tát chú trong địa thứ 6, đầy đủ 6 pháp, đó là 6 ba la mật. Chư Phật và Thanh Văn Bích Chi Phật chú trong 6 ba la mật, có thể qua bờ kia, ấy gọi là đầy đủ 6 pháp. Vì sao Bồ Tát không tác ý Thanh Văn Bích Chi Phật? Vì nghĩ rằng ý Thanh Văn Bích Chi Phật chẳng phải đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao Bồ Tát bố thí không sinh tâm yêu? Vì nghĩ rằng tâm ấy chẳng phải đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao Bồ Tát thấy có người đến xin, tâm không thối mất? Vì nghĩ rằng tâm ấy chẳng phải đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế nào là Bồ Tát bố thí vật sở hữu? Bồ Tát khi mới phát tâm bố thí, không nói rằng người ấy đáng cho, người ấy không đáng cho. Vì sao Bồ Tát sau khi bố thí không hối tiếc? Vì lực từ bi. Vì sao Bồ Tát không nghi pháp sâu xa? Vì lực công đức của lòng tin. Ấy là Bồ Tát chú trong địa thứ 6, xa lìa 6 pháp. Luận. Luận giả nói, giới sơ địa là ở sơ địa phần nhiều bố thí, thứ đến biết trì giới hơn bố thí. Vì sao? Vì trì giới thời thu nhập hết thảy chúng sinh, bố thí hít thời không thể trùng khắp hết thảy. Còn trì giới biến khắp vô lượng, như giới không sát sinh, thời là bố thí mạng cho hết thảy chúng sinh. Như chúng sinh vô lượng vô biên, thầy phước đức cũng vô lượng vô biên. Lược nói các việc làm phá hoại Phật đạo trong đây đều gọi là phá giới. Lìa sự ô cấu phá giới ấy gọi là thanh tịnh. Cho đến tâm cầu Thanh Văn Bích Chi Phật còn gọi là giới cấu, huống gì các việc ác khác. Biết ân báo ân là có người nói ta đời trước có nhân duyên phước đức nên được, hoặc nói ta tự nhiên tôn quý, không có ân gì rơi vào tà kiến như vậy. Nên Phật nói Bồ Tát nên biết ân. Chúng sinh tuy có nhân vui của đời trước, xong đời nay việc không hòa hợp thời do đâu được vui. Ví như lúa gieo ở đất không mưa thời không mọc, không thể vì đất có thể mọc lúa mà nói mưa không có ân. Tùy vật được thọ dụng là đã gieo đời trước, mà người cung phụng với tâm tốt kính ái há lại chẳng phải ân sao? Lại nữa, biết ân là gốc đại bi, mở cửa ban đầu thiện nghiệp, được người ái kính danh dự truyền xa, chết được sinh cõi trời, cuối cùng thành Phật đạo. Người không biết ân thì tệ hơn súc sinh. Như Phật nói kinh Bổn Sinh rằng, có người vào núi đốn cây mê tối lạc đường, khi ấy gặp mưa bão, trời tối đói rét, ác trùng thú độc muốn đến xâm hại. Người ấy đi vào một cái hang đá, trong hang có một con gấu lớn. Người ấy trông thấy khiếp sợ đi ra. Gấu nói, ngươi chớ khiếp sợ, nhà này ấm nóng, có thể ở đêm. Thời gian mưa suốt 7 ngày, gấu thường lấy trái ngọt nước ngon cung cấp cho người ấy. 7 ngày ngưng mưa, gấu đưa người ấy chỉ cho đường đi. Gấu nói với người, ta mang thân tội, có nhiều kẻ oan gia. Nếu có ai hỏi, chớ nói thế ta, người đáp, vâng. Người ấy đi tới gặp các người thợ săn. Thợ săn hỏi, ông từ đâu đến, thấy có 7 thú chăng? Đáp, ta thấy một con gấu lớn, gấu ấy có ân với ta, không được chỉ cho ông. Thợ săn nói, ông là người, nên vì cùng loài người thân nhau, cớ sao lại tiếc thương con gấu, nay một lần lạc đường, lúc nào trở lại. Ông chỉ cho tôi sẽ cho ông nhiều phần. Người ấy đổi tâm, liền đem thợ săn chỉ chỗ gấu ở. Thợ săn giết gấu, liền lấy phần, nhiều phần đưa cho. Người ấy ngả tay lấy thịt, hai khuỷu tay đều bị sa xuống. Thợ săn nói, ông có tội gì? Đáp, gấu ấy xem ta như cha với con, ta nay bội ân, mắc phải tội ấy. Thợ săn khiếp sợ, không dám ăn thịt, đem thí chúng tăng. Bấy giờ vị thượng tọa là A-la-hán đủ 6 thần thông nói với các vị hạ tọa. Đây là vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong đời vị lai, chứ ăn thịt ấy, liền dựng tháp cúng dường.
Vua nghe việc ấy, sắc xuống trong nước. Người không biết ân không cho ở đây, lại dùng các nhân duyên tán thán người biết ân. Cái nghĩa lý biết ân ba khắp cõi Diêm Phủ Đà, người đều tin làm. Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng, nếu người có việc ác đối với ta còn nên hóa độ, huống gì người đối với ta có ân. Được an trú nhẫn nhục như đã nói rộng trong đại nhẫn ba la mật. Hỏi, tướng nhẫn nhục có nhiều nhân duyên, sao trong đây chỉ nói không giận không não? Đáp, đây là thể nhẫn nhục, trước khởi tâm giận, vậy sau thân miệng mới xúc não người khác. Bồ Tát ấy mới bắt đầu tu, nên chỉ nói chúng sinh nhẫn, nhẫn đối chúng sinh, không nói pháp thân nhân, nhẫn đối với pháp. Thọ hoan hỷ là Bồ Tát thấy việc chỉ giới ấy nên thân miệng thanh tịnh, biết ân và nhẫn nhục nên tâm thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh thời tự nhiên sinh hoan hỷ. Ví như người tắm nước, nấu hương thơm, mặc áo mới đẹp, trang nghiêm anh lạc, tự soi gương, tâm sinh hoan hỷ. Bồ Tát cũng như vậy, được thiện pháp ấy tự trang nghiêm. Giới là căn bản của thiền định trí tuệ, ta nay được giới thanh tịnh, nên vô lượng vô biên phước đức đều dễ được, vì vậy tự mình vui mừng. Bồ Tát an trú trong tịnh giới và nhẫn nhục, giáo hóa chúng sinh, khiến được sinh ở trước Phật nơi phương khác, lại sinh vào cõi trời, cõi người thọ vui, hoặc khiến thành văn bích chi Phật thừa. Phật thừa là xem thấy chúng sinh ưa đắm như trưởng giả, xem thấy con dại vui đùa với nhau cũng cùng vui đùa với nó, rồi lấy một ít vật lạ cho nó, khiến nó bỏ các thứ ưa đắm. Bồ Tát cũng như vậy, giáo hóa chúng sinh khiến được phước lạc cõi trời người, dần dần dụ dỗ tiến tới khiến được ba thừa, vì vậy nói là thọ hoan hỷ. Không bỏ hết thảy chúng sinh là khéo hữu tu tập tâm đại bi, thệ độ chúng sinh, phát tâm kiên cố, không bị chư Phật thánh hiền khinh cười và sợ phụ lòng chúng sinh nên không bỏ. Ví như trước hứa cho người vật gì, sau nếu không cho, tức là người có tội dối trá, vì nhân duyên ấy nên không bỏ chúng sinh. Vào tâm đại bi là như trước nói, trong đây Phật tự nói bản nguyện đại tâm vì chúng sinh, nghĩa là vì mỗi người nên ở trong vô lượng kiếp, chịu thay sự khổ địa ngục, cho đến khiến người ta tập tu công đức để làm Phật và vô dư niết bàn. Hỏi, không có việc chịu tội thầy, cớ sao phát nguyện ấy? Đáp, đó là tâm rộng lớn của Bồ Tát thương chúng sinh sâu xa. Nếu có lý lẽ thay được thì chịu thay không nghi nan. Lại nữa, Bồ Tát thấy nhân gian có miếu thờ trời, dùng móng thịt ngũ tạng của người để tế quỷ thần la sát, có người chịu thay thế thời được. Bồ Tát nghĩ rằng trong địa ngục, nếu có lẽ thay thế như vậy thì ta sẽ thay thế. Chúng sinh nghe Bồ Tát có tâm lớn như vậy, thời quý kính tôn trọng. Vì sao? Vì Bồ Tát sâu nghĩ đến chúng sinh hơn mẹ lành. Tin thầy cung kính hỏi han lãnh thọ là Bồ Tát nhân nơi thầy mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm sao không tin kính cúng dường? Thầy tuy trí tuệ cao minh, nếu không cung kính cúng dường, thầy không được lợi lớn. Ví như nước ngọt dưới giếng sâu, nếu không có dây gầu, thầy do đâu múc được nước? Nếu dẹp bỏ tâm cúng cao kiều mạn mà tôn trọng kính phục, thời lợi ích lớn, công đức quy tụ về. Ví như mưa xuống, chẳng ở đỉnh núi mà chắc chắn quy về chỗ thấp. Nếu người có tâm kiêu mạn tự cao, thời nước pháp không vào. Nếu cung kính thầy lành, thời công đức quy tụ về. Lại nữa, Phật dạy nương dựa thầy lành, thời việc trì giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát đều được tăng trưởng. Ví như cây cỏ, đường nơi núi tuyết, thời gốc cành, nhánh, lá, hoa quả đều được tươi tốt. Vì vậy Phật dạy đối với bậc tôn sư hãy kính như kính Phật. Hỏi, ác sư làm sao được cúng dường tín thọ? Thiện sư không thể xem như Phật, huống gì ác sư? Cớ sao ở trong đây Phật dạy đối với các tôn sư hãy tưởng như Phật? Đáp, Bồ Tát không nên thuận theo pháp thế gian. Thuận theo pháp thế gian là đối với người thiện tâm ưa đắm, đối với người ác xa lìa. Bồ Tát thời không như vậy. Nếu có ai mở bày giải thích nghĩa lý thâm sâu, phá tan nghi kiết, đối với ta có ích, thời tận tâm cung kính, không nhớ các ác khác. Như đãi rách đựng đồ báu không được, vì đãi nhờ mà không lấy đồ báu kia. Đại như đêm đi đường hiểm, người tồi tệ cầm đuốc, không được vì người tồi tệ mà không dùng ánh sáng đó. Bồ Tát cũng như vậy, nơi thầy được trí tuệ sáng suốt, không cả thầy tệ ác. Lại nữa, đệ tử nên nghĩ rằng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật có vô lượng lực phương tiện,
không biết cớ sao lại có việc tệ ác ấy. Như Bồ Tát Thường Đế Tát Bà Tát Đà Ba Luân nghe trong hư không mười phương Phật dạy rằng, ngươi đối với Pháp Sư chớ nên nhớ đến điều thiếu kém của Pháp Sư mà thường nên sinh tâm kính sợ. Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng Pháp Sư hay dở, chẳng phải việc của ta. Điều ta cầu là chỉ muốn nghe Pháp để tự lợi ích. Như tượng gỗ tượng đất không có công đức thật, nhưng nhờ nơi tượng mà phát sinh tâm tưởng Phật được công đức vô lượng. Huống gì người ấy có trí tuệ và phương tiện có thể vì người giảng nói. Vì vậy, Pháp Sư có lỗi, đối với ta không lỗi. Tưởng như Thế Tôn là tôi trước nói Bồ Tát khác với người đời. Người đời phân biệt tốt xấu, đối với người tốt thì ưa đắm mà còn không tưởng họ như Phật. Huống nữa là đối với người xấu thì cả kiêu mạn không coi họ ra gì. Bồ Tát thời không như vậy, quán các pháp rốt ráo không? Từ xưa lại đây giống như tướng vô dư Niết Bàn. Quán hết thảy chúng sinh xem đó như Phật, huống gì Pháp Sư có trí tuệ lợi ích, vì hay làm Phật sự nên xem như Phật. Xin cầu các ba la mật là Bồ Tát nghĩ rằng sáu ba la mật ấy là nhân duyên của đạo chánh chân vô thượng. Ta hãy nhất tâm hành nhân duyên ấy. Thí như người đi buôn, người làm ruộng, tùy theo quốc độ thích ứng cần thiết vật gì và đất thích hợp giống cây gì mà siêng năng tìm tòi cho đạt được thì không việc gì không thành. Lại như đời nay thực hành bố thí sau được giàu to, giữ giới sau được tôn quý, tu thiền định trí tuệ thì đắc đạo. Bồ Tát cũng như vậy, tu sáu ba la mật thời được thành Phật. Siêng cầu là thường nhất tâm siêng cầu sáu ba la mật. Vì cớ sao? Vì nếu tâm mềm tiến chậm thời bị phiền não che lấp mà phá hoại. Vì vậy nên Phật dạy ở trong địa thứ hai siêng cầu chớ giải đãi. Học vấn nhiều không chán đủ, là Bồ Tát biết học vấn nhiều, là nhân duyên sinh trí tuệ. Để trí tuệ thầy có thể phân biệt hành đạo. Nhiều người có mắt đi đến nơi không ngăn ngại. Thế nên Bồ Tát nguyện rằng, mười phương chư Phật có nói Pháp tôi đều thọ trì. Nhờ có văn trì Đà La Ni, có lực thiên nhĩ thanh tịnh, có được Đà La Ni không quên, ví như biển lớn tiếp thụ giữ gìn được nước của mười phương dồn lại. Bồ Tát cũng như vậy, tiếp thụ giữ gìn Pháp của mười phương Phật nói ra. Pháp thí thanh tịnh là như cỏ sinh giữ lúa, trừ cỏ rác thời lúa tốt. Bồ Tát cũng như vậy, lúc thí Pháp không cầu danh lợi, đời sau được quả báo cho đến vì chúng sinh mà không cầu Niết Bàn tiểu thừa, chỉ lấy tâm đại bi đối với chúng sinh theo Phật chuyển Pháp Luân, tướng thí Pháp, tướng trang nghiêm Phật quốc mà chịu vô lượng cần khổ giữa thế gian, trú ở chỗ tàm quý, không bỏ chỗ an lạc nhã, nơi nhàn tịnh ít muốn biết đủ, tất cả đều như trước nói. Hỏi, có nhiều nhân duyên ở trong sinh tử không chán, cớ sao trong đây chỉ nói do hai nhân duyên không chán? Đáp, vì đầy đủ căn lành nên ở trong sinh tử mà khổ não ít mỏng ít. Ví như người bị mụn ghẻ được lương y sức thuốc bệnh thuyên giảm. Bồ Tát được căn lành thanh tịnh nên đời nay tâm ưu sầu tật đố hung ác đều ngưng dứt. Nếu lại thọ thân được quả báo của căn lành, từ thọ hưởng phước lạc và các nhân duyên lợi ích chúng sinh, tùy sở nguyện của họ, tự thanh tịnh cõi nước trang nghiêm thanh tịnh hơn cả cung trời, trông không biết chán, làm vui thích tâm vị đại Bồ Tát, huống chi người phàm. Vì vậy nên tuy có nhiều nhân duyên chỉ nói hai việc không chán. Tạm quý tuy có nhiều thứ, ở đây nói thứ lớn là tâm cầu thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát phát tâm muốn rộng độ hết thảy chúng sinh, gặp chút ít khổ não để muốn thủ chứng Niết Bàn riêng mình là điều đáng tạm quý. Ví như có người dọn nhiều đồ ăn ngon, mời gọi mọi người, xong tâm xen lẫn khởi lên, liền tự ăn một mình, thật đáng tạm quý. Không bỏ chú xứ làm nhã là lìa chúng ở riêng hoặc vượt quá tâm thành văn bích chi Phật, gọi là lìa chúng, vì hết thảy pháp không, không có sở đắc, không có chấp thủ, không có đắm tướng, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không chấp thủ, vì tâm không có đắm trước. Bồ Tát thường nhóm các công đức không chán đủ, được đạo vô thượng mới đủ, vì không còn có pháp gì cao hơn. Ăn uống y phục ngoại cụ biết đủ là nhân duyên của pháp lành, không cho là trọng yếu nên không nói. Không bỏ công đức hạng đầu đà là như trong phẩm giác ma sau đây nói, vô sinh pháp nhẫn, trong đây lấy vô sinh pháp nhẫn làm hạnh đầu đà.
Bồ Tát trú ở Thuận Nhẫn, Quán Vô Sinh Nhẫn, 12 hạnh đầu đà, vì trì giới thanh tịnh, trì giới thanh tịnh vì thiền định vì trí tuệ, vô sinh pháp nhẫn tức là chân trí tuệ, vô sinh pháp nhẫn là quả báo của hạnh đầu đà, vì trong quả nói nhân. Không xả giới, không thủ giới tướng là Bồ Tát biết thật tướng các pháp, còn không thấy trì giới, huống gì phá giới. Có các nhân duyên không phá giới, đây là tối đại, vì vào không giải thoát môn. Gớm ghét các dục là như trước nói, trong đây Phật nói, biết rõ tâm tướng hư vọng không thật, nên cho đến không sinh tâm dục, huống gì thọ dục. Tâm trạng thế gian là như đã nói, ở trong mục thế gian không thể có lạc tưởng. Trong đây Phật nói quả báo của tâm nhàm chán, đó là vô tác giải thoát môn, bỏ hết thảy sở hữu là như trước nói. Tâm không thối mất là trước nói nhiều nhân duyên các việc. Bồ Tát đối với các việc ấy mà không có tướng thối mất, sợ hãi. Không sinh nơi hai thức là nơi nhãn và sắc, không sinh nhãn thức. Cho đến nơi ý và pháp, không sinh ý thức. Bồ Tát an trú nơi môn không hai ấy, quán các điều sáu thức, biết đều là hư vọng không thật. Phát thệ nguyện lớn khiến tất cả chúng sinh trú nơi pháp không hai địa sáu thức ấy. Không tiếc tất cả vật là trong tất cả vật không tiếc. Tuy có nhiều nhân duyên mà nhân duyên này rất lớn. Đó là Bồ Tát biết tất cả pháp rốt ráo không, không ức niệm dứt hết thảy tướng chấp thủ. Vì vậy nên không cầu ân huệ nơi người thọ nhận bố thí. Trong khi bố thí tâm không tự cao. Như vậy đầy đủ bố thí ba la mật thanh tịnh. Xa lìa hàng bạch y thân thích là hàng giả, là hành giả vì sợ làm chướng ngại đạo nên xuất gia. Nếu lại tập gần gũi bạch y thời không khác gì ở nhà, vì vậy nên hành giả trước cầu độ mình, vậy sau độ người. Nếu chưa thể độ mình mà muốn độ người thì giống như người không biết bơi mà muốn cứu kẻ bị chìm, cả hai đều chìm. Bồ Tát xa lìa kẻ bạch y thân thích thời có thể nhóm các công đức thành tịnh, sầu niệm Phật nên biến thân đi đến nước Phật. Xuất gia cạo tóc mặc pháp y. Vì sao? Vì thường ưa pháp xuất gia, không ưa tập gần gũi bạch y. Xa lìa tỳ kheo ni là như trong phẩm đầu đà nói. Hỏi: Bồ Tát tâm bình đẳng xem tất cả chúng sinh, cớ sao không được ở chung? Đáp: Bồ Tát chưa được địa vị bất thối, chưa dứt các lậu hoặc, nhóm các công đức nên được người ưa đóng, vì vậy nên không được ở chung. Lại vì xa lìa sự phỉ báng của người, nếu phỉ báng thời bị đọa địa ngục. Xa lìa lẫn tiếc nhà người khác là Bồ Tát nghĩ rằng ta tự bỏ nhà còn không tham không tiếc, cớ sao tham tiếc nhà người khác. Phép của Bồ Tát là muốn khiến hết thảy chúng sinh được vui, người kia giúp ta và chúng sinh vui, cớ sao ta lẫn tiếc. Chúng sinh nhờ phước đức đời trước, đời nay có ít nhiều công phu nên được cúng dường, cớ sao lẫn tiếc canh tị. Xa lìa sự đàm thiết vô ích là đầy, tức là nói thêu dệt. Vì việc giải sầu cho tâm mình, tâm người, nói việc phép vua, việc giặc, biển lớn, núi rừng, cỏ thuốc, bảo vật, quốc độ các phương. Những việc như vậy không có ích gì cho phước cho đạo. Bồ Tát nên nghĩ đến hết thảy chúng sinh chìm đắm trong lửa khổ vô thường. Ta hãy cứu vớt, cớ sao ngồi yên nói xua những điều vô ích. Những người bị lửa cháy nổi dậy bốn phía, làm sao ngồi yên trong đó nói chuyện đầu đầu. Trong đây Phật dạy, nếu nói thành văn bích chi Phật còn cho là nói vô ích, huống gì nói chuyện khác. Xa lìa giận hờn là trong tâm mới đầu sinh gọi là giận, vì trước quyết định tâm giận tăng trưởng, sự việc quyết định đánh chặt giết hại, đây gọi là tâm não. Ác khẩu chê bai, đây gọi là tâm tranh tụng. Nếu giết hại đánh chói vân vân, đây gọi là chiến đấu. Bồ Tát vì đại từ bi nên không sinh các tâm ấy, thường đề phòng các ác tâm ấy không cho xen vào. Xa lìa tự đại khinh miệt người là không thấy pháp trong ngoài, nghĩa là không thấy năm uẩn chấp thọ, năm uẩn không chấp thọ. Xa lìa mười bất thiện đạo là Bồ Tát quán mười bất thiện đạo là nhân duyên của các tội lỗi như trước nói. Trong đây Phật dạy mười bất thiện đạo còn phá tiểu thừa, huống gì đại thừa. Xa lìa đại mạn là Bồ Tát hành 18 không, không thấy các pháp có tướng lớn nhỏ nhất định. Xa lìa tự dụng là nhổ bảy thứ gốc rễ kiêu mạn, lại sâu vùi thiện pháp. Xa lìa điên đạo là trong hết thảy pháp tướng thường là ngã tịnh, không thể có được. Xa lìa ba độc
Ba độc nghĩa như trước nói, lại sở duyên của ba độc không có tướng nhất định. Sáu ba la mật là như trước nói, trong đây Phật dạy hàng tam thừa đều do sáu ba la mật này mà đến được bờ kia. Hỏi, đây là ở địa vị Bồ Tát, cớ sao nói thanh văn bích chi Phật do sáu ba la mật đến được bờ kia? Đáp, này Phật nói sáu ba la mật có nhiều công năng trong pháp đại thừa, thầy hàm thụ cả tiểu thừa thầy không thể. Bồ Tát chúng trong địa thứ sáu đầy đủ sáu ba la mật, quán hết thể các pháp không, chưa được lực phương tiện, sợ đọa vào địa vị thanh văn bích chi Phật, Phật thủ hộ, nên nói không nên sinh tâm thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát bị sâu nghĩ đến chúng sinh, vì tâm đại bi, vì hết thảy các pháp rốt ráo không, nên khi bố thí không tiếc gì, thấy người đến xin không giận không lo, sau khi bố thí tâm cũng không hối tiếc, phước đức lớn nên đức tin cũng lớn, tin kính chư Phật một cách thâm sâu thanh tịnh, đầy đủ sáu ba la mật, vì chưa có được phương tiện, vô sinh pháp nhẫn, ban châu tạm muội, mà đối với pháp thâm sâu cũng không nghi, nghĩ rằng hết thảy luận nghị đều có lỗi lầm, chỉ trí tuệ Phật mới diệt các hí luận, không có khuyết mất, mà hay dùng phương tiện tu các pháp lành, thế nên không nghi. Hết cuốn 49 theo bản Hán.